Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây thì Khanh Béo tiếp tục cập nhật một lễ tang của anh Trương Thành Huy. Anh Trương Thành Huy sinh năm 1982, không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và đã chút đi hơi thở cuối cùng về với tổ tiên. Sau đây lễ tang diễn ra như thế nào, xin được kính mời các quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem. Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, sau đây thì Khanh Béo TV tiếp tục cập nhật lễ tang của anh Trương Thành Huy. Anh Trương Thành Huy sinh năm 1982. Không may, trong một thời gian dài anh mắc căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được toàn thể các y bác sĩ tận tình cứu chữa và gia đình cũng đã hết lòng chăm sóc, song vì căn bệnh quá hiểm nghèo và sức cùng lực kiệt, anh đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng về theo tiên tổ. Đây là một nỗi đau thương mà không có gì có thể bù đắp được đối với gia đình của anh ngày hôm nay. Anh ra đi thì bố mẹ mất đi một người con sớm tối nương tựa, vợ con anh mất đi một người chồng, người cha vô cùng đáng quý. Biết bao nhiêu năm nay thì vợ chồng anh đã làm ăn phấn đấu và nay cuộc sống cũng đã dần ổn định, thì anh lại lâm bệnh và đã chút đi hơi thở cuối cùng về thân thiên tổ. Xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này đối với gia đình, và cũng cầu nguyện cho anh mãi mãi ra đi thanh thản về nơi an nghỉ cuối cùng ăn rất ngàn thu, và kể từ đây không bao giờ thấy anh trong căn nhà ấm áp tình thương này nữa. Quá xót xa, quá xúc động mà nghẹn ngào không nói được nên lời. Kể từ ngày anh lâm bệnh thì gia đình cũng đưa anh đi khắp mọi nơi, từ những bệnh viện xa cho đến bệnh viện gần, và cứ ở đâu có thầy thuốc tốt là gia đình lại đưa anh tới đó, cũng chỉ mong sao còn nước còn tát để cứu được anh về để chăm lo cho các con, chăm lo cho vợ con, bố mẹ. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì mong ước đó đã không thành hiện thực. Anh đã vĩnh viễn ra đi, rời trần thế này để về theo thiên tổ, để lại cho gia đình một nỗi hụt hẫng mà không sao có thể bù đắp được. Kính thưa các quý vị, thật là đau thương, thật là ngậm ngùi, nhưng không sao nói được nên lời. Qua quá trình anh lâm bệnh thì gia đình cùng toàn thể anh chị em cũng ngày đêm chăm sóc, chăm sóc cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, và vẫn nắn bóp chân tay, cũng chỉ mong sao có một phép màu nào đó có thể cứu anh về với gia đình. Nhưng hôm nay thì mong ước đó đã không thành hiện thực. Mãi mãi cuộc đời này thì không còn anh trên đời, quá ngậm ngùi xót xa. Đây là những hình ảnh mà toàn thể vợ con, anh em, anh chị em cùng bà con hàng xóm đang tập trung để làm lễ khâm niệm cho anh và để chuẩn bị lo hậu sự cho anh, để tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Khổ nhất là người vợ của anh, từ khi anh qua đời thì lúc nào chị cũng khóc những giọt nước mắt rơi mà không sao cầm được lòng mình. Thương anh một thì vợ anh thương con anh mười, nhưng không biết làm sao được với cảnh âm dương ly biệt. Chúng ta sinh ra trên cõi đời này thì có sinh có tử, cũng không biết làm sao được, thưa các quý vị. Và bố mẹ anh cũng đã bao nhiêu công lao vất vả, sáng nắng chiều mưa nuôi anh cho tới ngày hôm nay, cũng đã khôn lớn trưởng thành và đã cũng có gia đình riêng của mình. Cũng mong sao cho anh được mạnh khỏe, anh được sống mãi trên cõi đời này, để cùng nhau, cùng vợ, để nuôi các con của anh cho tới khi khôn lớn. Nhưng giờ đây mong ước đó đã không thành hiện thực. Quá đau thương ngậm ngùi mà không biết làm sao được, chỉ biết khóc và biết gọi tên anh trong niềm xót thương vô hạn. Kính thưa các quý vị, thế là chỉ còn có đêm nay nữa thôi. Chỉ còn có một đêm cuối cùng là ngày mai anh phải lên đường rời xa trần thế, để mãi mãi trên đời này một người vợ cô đơn cùng với các con nhỏ mà hàng ngày vẫn phải
vất vả với cuộc sống mưu sinh. Thế là kể từ đây âm dương cách biệt, không bao giờ thấy tiếng thấy lời của anh trên trần thế này nữa. Quá ngậm ngùi, xót xa và xúc động, xin được vĩnh biệt, vĩnh biệt anh kể từ ngày hôm nay. Khi nhận biết tin anh qua đời, thì toàn thể các cụ, các ông, các bà, anh em bạn bè gần xa, cũng như nội thân bên cha và ngoại thân bên mẹ, cũng tề tựu hết về đây để thắp cho anh những nén hương thơm, và để tiễn anh và cầu nguyện cho anh được mãi mãi ra đi thanh thản cõi vĩnh hằng, được yên giấc nghìn ngàn thu, mà không bao giờ phải vấn vương bụi trần nữa. Kính thưa các quý vị và các bạn, bây giờ lễ khâm niệm thì cũng đã gần hoàn tất, chuẩn bị cũng chuyển sang lễ tang. Và để cho mọi người, cho toàn thể bà con nhân dân, anh em bạn bè xa gần trở về đây để thăm viếng anh và chia buồn nỗi đau thương mất mát này cùng với gia đình tang quyến, mong gia đình hãy biến đau thương thành hành động, hãy ổn định lại cuộc sống để tiếp tục lo kinh tế phát triển và nuôi cho các cháu ngày nay để về sau cho nên người. Không có ai là không đau xót khi xem những cảnh đau thương này, thật ngậm ngùi xúc động mà không sao nói được nên lời. Thưa các quý vị, khi anh lâm bệnh, ước nguyện cuối cùng của anh là cũng mong sao người vợ của mình hãy cố gắng, hãy phấn chấn và để khỏe mạnh, để lo cho các con được khôn lớn, trưởng thành. Và từ nay trở đi, anh cũng nói là số mệnh của anh đã không may mắn và đã không sống được ở trên cõi đời này để cùng vợ lo cho các con, thì anh cũng mong muốn rằng, mong cho vợ hãy giữ gìn sức khỏe và để nuôi cho các con và phụng dưỡng cha mẹ già. Nghe những lời nói dặn cuối cùng của anh mà ai nghĩ tới cũng phải khóc, ai nghĩ tới cũng phải buồn và nghẹn ngào xúc động trước cảnh đau thương âm dương ly biệt. Kính thưa các quý vị, trong cuộc đời mỗi con người khi sinh ra trên trần thế thì ai cũng mong muốn rằng mình có một sức khỏe tốt và để phục vụ cho vợ con, cho bố mẹ một cách tốt nhất có thể. Nhưng không phải ai sinh ra trên cõi đời này chúng ta cũng có thể được khỏe mạnh, được sống mãi trên đời. 80-90 cũng kể một kiếp người, nhưng 20-30 cũng kể một đời. Thưa các quý vị, mong ước nhỏ nhoi của anh là chỉ muốn rằng vợ được mạnh khỏe và sống vui tươi để nuôi cho các cháu, để chăm sóc cho bố mẹ những lúc cuối đời. Anh cũng đã nói vì số anh bạc mệnh, anh không ở cùng vợ được, mong vợ thông cảm và hãy vượt qua nỗi đau này. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, vậy nên cuộc đời mỗi con người chúng ta sinh ra trên trần thế và chúng ta vẫn còn sống thì đó là một may mắn và một hạnh phúc quá lớn đối với chúng ta. Vậy nên cũng mong toàn thể các quý vị và các bạn, ai còn khỏe mạnh, ai còn bố còn mẹ, còn chồng con, còn vợ con, thì hãy nên yêu thương, đùm bọc và hãy trân trọng nhau một cách hết sức có thể, để mai này không may chúng ta có lâm vào một căn bệnh trọng thì chúng ta không phải tiếc nuối, không phải nghĩ nhiều về cái vấn đề trên trần thế khi mà chúng ta đã làm. Vâng, thưa các quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì Khanh Béo cũng xin được chúc toàn thể các quý vị và các bạn một sức khỏe và hạnh phúc mãi mãi bên gia đình. Và các quý vị và các bạn xem video xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và cũng đừng quên nhấn chuông để sớm nhận được những video mới nhất từ Khanh Béo TV. Xin được cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn rất nhiều. Thank you.
Hãy subscribe.